Xin chào thầy cô và tất cả các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Lê Thanh Hoàng, là sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại nhóm chúng mình đang tìm hiểu về đề tài tốt nghiệp nghiên cứu và chế tạo robot tự hành phục vụ trong khu điều trị cách ly. Sau một thời gian nhận được đề tài thì nhóm đã tiến hành phân tích kỹ về đề tài và nhận được sự hướng dẫn của thầy Dương Thái Phong. Sau đó nhóm chúng mình tiến hành thiết kế cơ khí của robot trên phần mềm Inventor. Và sau đây xin mời các bạn xem thành quả của nhóm chúng mình nhé. Và tiếp sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phần thiết kế hệ thống cơ khí của robot trên phần mềm Inventor. Như các bạn đã thấy, đây chính là phần tổng quan của robot. Thì về tổng quan, robot chia làm hai phần chính. Một là phần khung đế gồm bộ phận truyền động và bộ phận điện. Phần thứ hai đó là phần thân trên dùng để chứa đồ và thuốc cho bệnh nhân. Về phần khung đế thì chia làm 3 phần, đó là phần truyền động, phần cảm biến và phần điện. Cảm biến chia làm 2 loại, đó là cảm biến dò lai giúp cho robot có thể dễ dàng nhận được đường đi, và cảm biến phát hiện vật cản để cho robot có thể phát hiện và tránh né vật cản. Về phần thân trên gồm phần chứa đồ và thuốc cho bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân sẽ chia làm một khay và được điều khiển hoàn toàn bởi robot, tránh sự nhầm lẫn cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể tương tác với robot qua một nút nhấn để xác nhận mỗi khi nhận thuốc. Và tiếp theo đây là phần giới thiệu về hệ thống điện do bạn Hiếu trình bày. Sau khi nhóm thực hiện xong phần cơ khí và lắp mạch, tiếp theo đó thì nhóm bắt đầu viết code di chuyển đánh lạc lai cho robot. Đầu tiên là phải chạy âm biến để tìm ra sai lệch của robot so với lai. Sau đó viết hàm VAD để từ sai lệch đó tìm ra được xung BKPM tương ứng điều khiển robot chạy đúng với mong muốn của nhóm. Sau nhiều lần lấy mẫu, thử nghiệm và sửa đổi, thì cuối cùng robot của nhóm cũng bám được vào lai để chỉ chiếm ổn định hơn ban đầu. Sau đó thì nhóm sẽ tiến hành viết hàm rẽ trái, rẽ phải, quay đầu và dừng lại cho robot. Cuối cùng là tổng hợp các hàm đó và viết một thuật toán điều khiển các hàm trên theo đúng cái logic mà robot hoạt động. Cuối cùng là giao tiếp Raspberry để nhận tín hiệu từ điều khiển từ web về để điều khiển robot. Sau một thời gian nghiên cứu và nỗ lực thì nhóm cũng đã hoàn thành được phần điều khiển cho con robot ở mức cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên thì mình cũng cần phải tạo ra một cái trang website cũng như là web server để có thể điều khiển từ xa theo từng phòng và có thể giám sát được con robot để đến vị trí từng phòng hoặc con robot để giao thuốc đến bệnh nhân hay chưa. Và sau một thời gian cả nhóm đang lo thì lại quyết định sử dụng con Raspberry làm web server. Để lập trình cho con Raspberry thì mình đã sử dụng phần mềm Visual Studio Code. Và việc đầu tiên làm bây giờ thì mình sẽ cần tạo ra một cái form giao diện chỉ gồm chứa các phòng bệnh và người dùng chỉ có thể tích chọn hoặc bỏ chọn bằng cách nhấn thêm một lần nữa. Và sau đó có thể nhấn nút confirm. Và sau khi nhấn nút confirm thì mình phải tạo ra một cái form mới để xử lý và chèn cái dữ liệu từ trên website xuống cơ sở dữ liệu. Thì ở đây mình đã sử dụng phương thức update lên 1 hoặc 0, tương ứng với số 1 là cho robot đến phòng đó, hoặc 0 là bỏ vào phòng này. Sau khi cơ sở dữ liệu đã có thì mình đã sử dụng phương thức OAuth để gửi qua cho con robot, đó là sử dụng con STM32 theo cái mục 10 đã có sẵn từ trên website. Và từ đó con robot đã tiếp nhận được dữ liệu và có thể đưa con robot đến vị trí của từng phòng mà mong muốn. Và ngược lại, sau khi robot đã đến từng phòng thì STM32 tức có nghĩa là con robot sẽ gửi về các con số và mình sẽ update vào lại cái bản dữ liệu của mình. Và từ đó mình sẽ xử lý và mình sẽ gửi lên ngược lại trên website để hiển thị cụ thể mình đã xét trong cái mục execution. Cuối cùng thì đề tài lần này của nhóm cũng đã hoàn thiện. Sau đây mời các bạn và thầy cô cùng đón xem kết quả robot chỉ thực nghiệm trong đoạn video sau đây. Thank you.
mời bệnh nhân ra ngoài nhận thuốc. 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 Về phòng điều hành mình có thể bật thuốc vô, ví dụ như này mình sẽ bật thuốc vô như thế này, rồi mình sẽ nhấn giữ đó, bây giờ mình sẽ bật thuốc thêm. Vậy bây giờ mình sẽ bật thuốc rồi, vậy là mình sẽ tiến hành bật thuốc cho bệnh nhân. Dạ, là đầu tiên thì nhắn chúng em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Dương Thế Phong, và cùng một số bộ môn để hỗ trợ cho nhóm chúng em hoàn thành đồ án này.